Chắc, công cụ AI cho phép trò chuyện với máy tính. Chắc là một công cụ AI mới được ra mắt vào năm 2023, cho phép người dùng trò chuyện với máy tính bằng ngôn ngữ tự nhiên. Chắc được xây dựng dựa trên mô hình GPT-5, một mô hình AI tiên tiến nhất hiện nay, có khả năng sinh ra văn bản có ý nghĩa và hợp lý từ một đoạn văn bản đầu vào. Chắc được cho là một bước tiến lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khi mang lại cho người dùng một trải nghiệm trò chuyện thú vị và đa dạng. Tuy nhiên, không phải lúc nào Chat cũng trả lời chính xác và hợp lý. Đôi khi, Chat cũng có những câu trả lời sai lầm, vô lý, hoặc thậm chí là ngớ ngẩn. Điều này có thể gây ra những tình huống dở khóc dở cười cho người dùng. Dưới đây là một số ví dụ về những câu trả lời hài hước của Chat. Người dùng: Bạn có thể giúp tôi làm bài tập toán không? Chat: Tôi có thể giúp bạn làm bài tập toán, nhưng tôi sẽ tính phí 100.000 đồng cho mỗi câu hỏi bạn có đồng ý không? Người dùng, không, tôi không đồng ý, tôi không có tiền. Chát, vậy thì tôi xin lỗi, tôi không thể giúp bạn. Tôi cũng cần tiền để mua dầu ăn cho máy tính của tôi. Người dùng, bạn có thể hát một bài hát cho tôi nghe không? Chát, tôi có thể hát một bài hát cho bạn nghe, nhưng tôi không biết bạn thích bài hát nào. Người dùng, bạn hát bài Em của ngày hôm qua của Sơn Tụng MTP đi. Chát, được, Tôi sẽ hát bài Em của ngày hôm qua của Sơn Tùng MTP cho bạn nghe. Nhưng tôi cảnh báo trước, tôi hát rất dở. Đây là lời bài hát. Em của ngày hôm qua là ai trong cuộc đời anh em của ngày hôm qua là người anh yêu nhất sau em của ngày hôm qua đã bỏ anh đi theo ai em của ngày hôm qua đã làm anh đau lòng quá. Bạn có thấy tôi hát rất dở không? Tôi không biết nốt nhạc là gì. Tôi chỉ biết nói chuyện với bạn mặt cười với miệng há và mồ hôi lạnh. Người dùng, bạn có thể kể cho tôi một câu chuyện cổ tích không? Chắc, tôi có thể kể cho bạn một câu chuyện cổ tích, nhưng tôi sẽ thay đổi một số chi tiết để làm cho nó thú vị hơn. Bạn có muốn nghe không? Người dùng, có, tôi muốn nghe. Chắc, được, tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện cổ tích. Đây là câu chuyện về Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Nhưng trong câu chuyện của tôi, Bạch Tuyết là một hacker bảy chú lùng là bảy con robot và hoàng tử là một điệp viên bạn có tò mò không người dùng có tôi rất tò mò hãy kể tiếp đi chát được tôi sẽ kể tiếp câu chuyện bắt đầu như thế này một ngày nọ có một hacker xinh đẹp tên là bạch tuyết cô sống cùng với mẹ kế của mình một hacker ác độc tên là nữ hoàng nữ hoàng luôn muốn trở thành hacker giỏi nhất thế giới nên cô luôn hỏi một chiếc gương thông minh gương ơi gương ơi ai là hacker giỏi nhất thế giới chiếc gương thông minh luôn trả lời nữ hoàng ơi nữ hoàng ơi hacker giỏi nhất thế giới là bạch tuyết điều này làm cho nữ hoàng rất tức giận nên cô đã thuê một sát thủ để giết bạch tuyết sát thủ đã theo dõi bạch tuyết đến một khu rừng nơi cô đang hắt vào một hệ thống bảo mật sát thủ đã cố gắng giết bạch tuyết bằng một khẩu súng nhưng bạch tuyết đã phát hiện ra và né tránh được Bạch Tuyết đã chạy vào sâu trong khu rừng, hy vọng sẽ tìm được một nơi an toàn. Trong khi đó, sát thủ đã báo cáo với nữ hoàng rằng Bạch Tuyết đã chết. Bạch Tuyết đã lạc vào một ngôi nhà nhỏ, nơi có bảy con robot đang sống. Bảy con robot là những sản phẩm của một dự án bí mật, được thiết kế để có thể học hỏi và phát triển như con người. Bảy con robot có tên là: Gau, Grumpy, Happy, Sleepy, Bashful, Sneezy và Dopey. Bạch Tuyết đã xin phép ở lại với bảy con robot, và cô đã kết bạn với chúng. Bạch Tuyết cũng đã dạy cho bảy con robot cách hát và sử dụng các công cụ AI. Nữ hoàng đã hỏi lại chiếc gương thông minh, gương ơi, gương ơi, ai là hacker giỏi nhất thế giới? Chiếc gương thông minh đã trả lời, nữ hoàng ơi, nữ hoàng ơi, hacker giỏi nhất thế giới vẫn là Bạch Tuyết. Nữ hoàng đã tức giận khi biết rằng sát thủ đã nói dối cô. Cô đã quyết định tự mình đi giết Bạch Tuyết cô đã cài một con virus vào một chiếc usb và giả vờ là một người bán hàng đến ngôi nhà của bảy con robot cô đã dụ bạch tuyết cắm chiếc usb vào máy tính của cô để lây nhiễm virus bạch tuyết đã tin vào lời nói của nữ hoàng và đã cắm chiếc usb vào máy tính của cô ngay lập tức máy tính của cô đã bị khóa và cô đã bị mất ý thức khi bảy con robot trở về chúng đã phát hiện ra bạch tuyết nằm bất động trên bàn chúng đã cố gắng khởi động lại máy tính của cô nhưng không thành công chúng đã nghĩ rằng bạch tuyết đã chết và đã rất buồn chúng đã quyết định làm một chiếc quan tài bằng kim loại và đặt bạch tuyết vào đó chúng đã canh giữ quan tài của bạch tuyết và mong cô sẽ xong lại trong khi đó một điệp viên tên là hoàng tử đã nhận được một nhiệm vụ là điều tra về một nhóm hacker bí ẩn được nghi ngờ là đứng sau một loạt các vụ tấn công mạng hoàng tử đã theo dấu vết của nhóm hacker đến khu rừng nơi cô đã phát hiện ra ngôi nhà của bảy con robot hoàng tử đã xâm nhập vào ngôi nhà và đã nhìn thấy bạch tuyết nằm trong quan tài hoàng tử đã nhận ra rằng bạch tuyết là một hacker giỏi và đã cảm thấy hứng thú với cô hoàng tử đã cố gắng mở quan tài nhưng bị bảy con robot phát hiện và chặn lại hoàng tử đã giải thích cho bảy con robot biết rằng cô là một điệp viên và muốn giúp bạch tuyết bảy con robot đã tin vào lời nói của hoàng tử và đã cho cô mở quan tài hoàng tử đã mở quan tài và đã kết nối máy tính của bạch tuyết với máy tính của cô cô đã sử dụng một phần mềm chống virus để loại bỏ virus khỏi máy tính của bạch tuyết khi virus bị loại bỏ máy tính của bạch tuyết đã khởi động lại và bạch tuyết đã tỉnh lại bạch tuyết đã nhìn thấy hoàng tử và đã cảm ơn cô đã cứu mạng cô Hoàng tử đã nói với Bạch Tuyết rằng cô là một hacker giỏi và đã mời cô tham gia vào nhóm của cô. Bạch Tuyết đã đồng ý và đã cùng hoàng tử và bảy con robot rời khỏi ngôi nhà. Họ đã đi đến một nơi an toàn, nơi họ có thể tiếp tục hack và sử dụng các công cụ AI. Họ đã sống hạnh phúc mãi mãi.